Nay còn đi bắt chuột nữa cả nhà. Đầu video còn chúc cả nhà có buổi xem clip thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Sớm chào một cái rồi mà do thấy nhớ nó bị đầy còn xóa, chào lại cả nhà ơi. Chập 2. Thì đang ở cánh đồng này ở Tâm Bình nghe cả nhà. Máy đang cắt hai máy mà cũng mới đi máy trên xuống lúc ở trên luôn. Là không có chuột xuống đây, nghe cô nói nãy mà cô bà chủ ruộng nè, bà nói chạy thấy mấy con đó mà nó giật chứ vô lại rồi. Hôm nay cần đi 4 người cả nhà ơi. Chút xíu chắc chưa chưa ai đồ thì kiếm mấy ra, tại vì ai đồ đi học chưa về. Cường sẽ đi vòng vòng khu này bắt thử miếng này coi có không, nếu mà có không có gì Cường cũng sẽ đi lên cái đầu trên khúc trên Gò Găng, khúc trên đó lại có chuột nhiều hơn dưới đây nghe cả nhà. Tại cánh đồng này còn quá lớn cho nên là chuột nó chưa có dọn chuột nhiều á. Kìa 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 chạy kìa. Vô luôn rồi, vô. Hy vọng miếng này kiếm vài con bỏ lòng dằn lòng. Chặn đi, chặn đi. Thấy chạy không? Kìa. Hai ba con luôn, chặn lúc trước luôn. Chặn lúc trước luôn, ngồi xuống luôn Việt. Hai ba con luôn, ngồi xuống luôn. Đó nó chạy không? Nó tới ông rồi đó. Kìa con kìa, quất. Hai con luôn, hai ba con luôn. Đúng chưa? Còn không? Còn hai ba con luôn mà. Còn con nè. Ừ. Tới đi. Chín. Chục bự luôn mới ghê chứ. Hai con rồi nè. Ông mấy con? Hai con đây nè. Trời ơi. Đâu? Trời ơi, chuột nhỏ mà. Con chuột bự bỏ mà. Đây nè. Đâu? Trời ơi. Rồi chưa? Rồi. Chết luôn rồi. Đang có gì nè. Đâu? Gớm không hay vậy? Gớm không hả? Hai con nha ơi. Vậy là nãy mấy con? Hai con. Nè, bà bỏ đi còn nữa. Hồi nãy như nó chở lên con nè. Không đôn đầu không? Ủa luôn cũng lần nữa. Không đồn đầu mà nó nằm ở sao á. Hai con nữa nha. Có chừng con nữa. Chạy hả mày? Con nữa nghe cái nha. Núp. Ẩn mình đi ninja nha. Không có chụp, không có bắt hình đầu mà còn giờ còn chơi lùa nó luôn chứ giờ nó khôn quá. Con này nó ba con ruộng này cả nhà ơi. Chuột đực không, bự không. Cắn gì vậy? Ôi cắn nước coi. Ơi. Hết hồn luôn. Thấy bò nghe giòn đó. Hay quá. Được con cái nhà ơi. Gắn bị máy cắt cái đầu cũng khờ luôn, bắt dính nó hôi sảy tiêu rồi. Sớm giờ cái nhà ơi, nay chắc thất thủ. Ông có túi lưới không? Không. Rồi bỏ. Bao. Ừ vậy thôi bỏ vô bao đi. Bỏ xe. Đu. Lại lãnh ba. Đợi chút xíu có chuột còn quay cái nhà xem nha. Nhắn cũng bự rồi, cũng bự không. Đây,
con vậy? Mới đây mà. Mới đây mà. Gì cơ? Biết. Ủa? Đi ăn móc lại cái này. Chuột cho ba. Đi thôi, đừng nói ngay lên luôn á. Đi con chuột không rồi. Biết đâu à, chụp cái mất tiêu luôn. Kính chưa? Hay quá. Chạy ngược lại. Hay quá. Con nữa. Về cả nhà ơi. Mình ở trong mình đi theo mình quay phụ đạo thôi, chơi đồ bắt chứ để không bắt không lại cả nhà ơi, bắt không có tội nghiệp. Theo phụ đạo. Chuột thưa quá thưa rồi. Không có chuột luôn á. Mới nha cả nhà. Đâu rồi, đâu rồi? Ôi, 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 ôi. Ôi. Đâu rồi? Chụp nhỏ lại. Chuột không có đường hót luôn á. Mày ơi. Má chụp tiêu rồi. Bự không? Qua tàn chuột luôn, hay đồ hay thiệt chứ. Vậy coi. Cái lồng đâu rồi? Thấy vậy tật ra gàng vòng chút dưới luôn rồi. Lấy cái lồng mình lên thôi. Cứ meo nó lại đâu nhảy xuống được đâu. Cứ meo nó cứng nhắc rồi. Thấy nó nhảy ra tật rõ ràng mà. Trời ơi, sớm giờ con này mấy con thứ hai luôn.
Đừng con nữa nghe cả nhà. Mừng hết lớn chứ. Dành với mấy ông này, cái dành không lại luôn nha. Đồ được con rắn nữa hả? Bỏ vô cái gọng của ông Sang á, trời con rắn bự vậy. Rắn bự á, đâu? Bỏ vô gọng của ông Sang á. Hay là bỏ vô gọng mình cũng được, gọng nào cũng được, đừng cho nó lò. Hả? Còn mình còn không? Đừng, nó đừng có thò đầu ra được rồi nè, thôi bỏ vô luôn đi. Nè cái nhà, rắn nước bự nè. Cầm giật được, được. Là cái bụng lên đây. Vậy đó, quá đã. Sẽ cầm được. Nè, cái đầu đó nè. Từ từ bỏ xuống đất đi. Đâu có nè, nè, không cầm ở đâu nè, lòn lên. Từ từ nha. Rồi, rồi, vậy thôi. Rồi. Còn lần cuối cái nha. Thấy ghê chưa? Ông ngồi xuống luôn á. Chân bẹt cái luôn á. Nó. Trời ơi, không dính nữa thôi luôn á. Rồi. Này không dính nữa, cắt luôn, đuổi việc luôn. Được con hả nhà ơi. Trời đất ơi, thấy gầu không, nhìn từ sớm tới giờ. Cái lần nào lần cuối vậy ta? Lần này hả? Lần này lần kế bên. Con một mà nhìn từ sớm giờ sảy nhóc chân. Ôi, đứng, đứng, đứng cái đi, đứng cái đi. Kỹ kỹ nha. Cưng cưng chạy con xích ra xíu nữa. Chạy hả mày? Quá trời chuột bự. Hàng khủng luôn nha. Được con nữa nghe cả nhà. Ơi có nào hai con không? Còn sót không? Đang con nè. Đâu? Mới hụt vô hả? Ông chạy chạy heo ông mấy? Qua trời con chuột nó bự luôn, mập luôn nha, chuột trắng ức luôn. Mai đang lên nữa nghe cả nhà. Vậy mày còn không thoát được nữa hả mày? Ê da! Cắn luôn! Cắn luôn rồi! Ê da! Má ơi, nó cắn con! Trời ơi, con chuột nó bự! Hàng khủng nữa rồi cả nhà ơi! Ê, nó cắn từng lỗ thu hút nữa rồi! Cầm cái anh bà báo. Nó cắn em cái bánh chưa rồi. Cắn em con giò cũng mới sạch à. Ở già nó cắn rồi nè. Trời ơi, lỗ nữa rồi. Con chuột cái nhà đây nè.
hàng khủng luôn, bự cho ba nái luôn á. Mà đổi lại còn lủng lỗ tay rồi. Chuột coi kìa, hết biết chuột bự cả nhà ơi. Chuột chỗ này, khu này chuột chuột thưa nữa, gặp con nào cũng nói nó bự hết có nói luôn à. Biết nó có ém mấy lần cuối này không. Thất thủ nữa rồi cả nhà ơi. Vô mấy khu vực này nói chung là vườn tược rất là nhiều luôn á, mà bắt từ sáng giờ chắc cũng khoảng vài con chuột ha, không có được nhiều nữa. Thì mấy anh em xúm lại bắt chắc người chắc cũng tổng hết luôn, chắc cũng khoảng chừng 2 kg chuột thôi. Đó thì sao mà cả nhà thấy địa hình ngon ghê không, vòng vòng xung quanh líp gãy này kia nè, mà nó lại không có chuột mới đau quá chứ. Im lắm, lúa im lắm mà không có chuột. Thì chắc Cường cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Để mấy bữa nữa Cường đi kiếm những cái đồng nào mà chuột nó nhiều hơn tặng quay cả nhà xem mới đã nha, chứ leo ngoe mấy con gì cả nhà xem đỡ nha cả nhà. Nói chung Cường cũng đi dữ lắm đi rồi mà nó không có thì thôi chịu chứ biết sao giờ. Quay đi quay YouTube mày tới từ sáng đến tối là cả nhà nhìn thấy không, mặt trời xuống núi ông ngủ luôn, giấc luôn. Mấy anh em chuẩn bị rút về nha cả nhà, năm số mấy tên luôn mà có mấy con chuột, mấy con rắn có đi nữa nó cũng tuôn vòng đậu nha, tuôn vô đây hết trơn, sảy không đâu có dính được nào đâu. Thôi cho Cường up video tại đây nha, xin chúc cả nhà có một buổi xem clip thật chịu vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Rồi xin chào cả nhà, bye bye cả nhà nha.